Đam Mỹ, Ám Độ. Tác giả, Trịnh Nhị, Editor, Đoà. Diễn đọc, Thiên Minh. Truyện được phát sóng trên kênh YouTube Châu Gia Thiện Đam Mỹ Channel. Tập 3. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Lan Sinh tất nhiên sẽ không giải thích thân phận của mình và cũng không dám nói, vị chất thiếu gia này trong mắt Cố Thừa không khác gì mẹ ruột. Anh làm sao dám nói cho cậu biết quá nhiều. Cả nhóm xuống lầu, Khổng Dương muốn lên xe, Cố Lan Sinh ngăn cản gã. Khổng tiên sinh, mời ký vào giấy vay nợ. Khổng Dương sửng sốt, nhìn về phía Cố Sở. Cố Sở vừa mở miệng đã bị Cố Lan Sinh ngăn lại. Số tiền này cũng là chất thiếu gia mượn, chủ nợ cho vay nặng lãi cũng không phải kẻ dễ nói chuyện. Cố Sở nghẹn họng không nói thành lời. Khổng Dương thấy cậu không nói, thở dài, vậy còn nửa kia cũng cho tôi mượn nốt đi. Cố Sở rất muốn nói, nhưng cậu lại nhớ tới việc thanh lý tài sản của công ty. Tính toán đâu ra đấy, phí chuyển nhượng 3 triệu không đáng là bao. Hơn nữa một khi đã bán công ty, gần như trong một năm đó cậu sẽ không có chút thu nhập nào. Cậu thật sự không muốn mắc nợ lão khốn Cố Trường An thêm nữa. Sự do dự của cậu khiến trái tim Khổng Dương nguội lạnh. 9 năm đó gã đào tim móc phổi không chút do dự để giúp cậu, giờ đây bản thân lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cậu lại càng không muốn bố thí cho gã. Gã cười nhạt mà nói, được, tôi ký. Cố Sở khổ mà không nói nên lời, đành phải nói, anh không cần ghi rõ ngày trả nợ. Công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết, trước mắt phải hoàn thành hợp đồng, hàng hóa phải nghiệm thu vào kho, việc chuyển nhượng lại phải thương lượng với người khác, thật sự rất mệt mỏi, nhưng có người của Cố Trường An đi theo, Cố Sở có mệt cũng vẫn đủ tỉnh thần để chống đỡ. Bận rộn cả ngày lẫn đêm quên cả ăn cơm, sau khi tỉnh lại thì bị tụt huyết áp. Vệ sĩ đang ngồi trong phòng khách, cậu không dám gọi người vì sợ bị phát hiện điểm khác thường, ngậm một cục đường mới chống đỡ được đi ra ngoài uống chút canh sung. Vừa mới đặt mông ngồi xuống, Cố Trường An đã tới. 3 giờ sáng, Cố Sở vừa lườm hắn vừa xì sụp mì, thua người không thua trận, chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc. Cố Trường An mặc quần áo ngủ bên trong áo khoác nhung, râu ria xồm xoàm, nhìn thấy bát canh mì suông, bước lên sờ cổ áo ướt đẫm mồ hôi của cậu, nổi trận lôi đình, lấy chăn bọc lấy người ông vào lòng. Cố Sở gào lên bỏ tôi xuống, ra đến cửa bị gió lạnh thổi rút mặt vào trong chăn bọc. Cơn rét vừa qua, nhiệt độ bên ngoài cũng giảm xuống âm. Cố Trường An không biết là bị lạnh cống hay vẫn đang tức giận, mặt mày lạnh tanh, bãi đậu xe im ắng chỉ có tiếng bước chân. Cố Sở ngọ nguậy trong vòng tay hắn, chợt nhớ tới lúc còn nhỏ mãi chơi bên ngoài, Cố Trường An cũng bế cậu về nhà như này. Đã nhiều năm rồi, cánh tay ấy vẫn vững chắc như vậy. Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, Cố Trường An cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu xem như lời đáp lại, nhưng không nhìn cậu. Arthur rời giường không chút oán giận làm kiểm tra cho Cố Sở, ngáp một cái lên án Cố Trường An không biết chăm sóc tốt cho cậu, thế mà dám để người tụt huyết áp ngay giai đoạn này, phải biết rằng sẽ rất nguy hiểm, rất có thể dẫn tới sảy thai, rất may là thai nhi ổn định, không có gì bất thường. Mặc kệ giữa hai người có bao nhiêu mâu thuẫn, không thể hòa giải. Về đứa con này, đó là thỏa thuận đã được lập sẵn. Vì vậy Cố Sở có chút đuối lý. Bản hợp đồng vẫn được Cố Trường An cất giữ trong hộc tủ đầu giường, thêm một bản hợp đồng khác, cậu có nghĩa vụ phải sính cho hắn một đứa con khỏe mạnh. Nếu Cố Trường An là một con cá nóc phỏng chừng đã phòng khí nổ tung, nhưng mà hắn vẫn không nói một lời nào. Hắn không để chân Cố Sở chạm đất cho đến khi trở về nhà ngoại việc bị người giam giữ. 4 giờ sáng quấn chặt người ngồi trong nhà ăn ấm áp dùng bữa, một chén tổ yến hấp đường phèn đặt ngay trước mặt. Cố Sở không tìm được cơ hội bắt chuyện, hai người mặt đối mặt, chân giấu trong lòng Cố Trường An, hai tay ôm chăn dậy, ăn xong chén tổ yến thì người toàn mồ hôi, chỉ ho nhẹ một cái thôi là Cố Trường An lập tức tay bưng chén cháo giò heo lên, một bàn đầy thuốc bổ, ăn hết đống này có khi xảy ra án mạng cũng nên. Cố Sở rất không vui, đá bụng hắn, không ăn. Cố Trường An buông bát cháo xuống, ngồi xuống một lúc cúi đầu mệt mỏi xoa thái dương. Cố Sở cũng không phải không biết nói lý, thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, thành thật nhận lỗi, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận mà, Cố Trường An nói. Đến rạng sáng thì lập tức quay trở về Edinburgh. Cố Sở hoảng hốt, không, em muốn lấy luôn cái mạng già mày của tôi đúng không? Cố Trường An gầm như sét đánh, hắn thật sự có thể phun mất 2 lít máu, tức chết tôi rồi, chú lớn tiếng như vậy làm gì hả? Cố Sở che chở bụng không biết sợ cãi lại. Chú làm tôi sợ đến mức đau bụng. Cố Trường An nhăn mặt, giống y hệt một đường phụ đang van xin trượng phu của mình không bỏ mình. Một bụng tức giận nhưng không thể lớn tiếng.
cổ họng như bị kim châm. Vậy em phải chừa cho tôi một đường sống chứ? Tổ tông, đường phụ, phụ nữ đã có chồng, trượng phu, người chồng, Cố Sở trở nên nóng nảy, cậu thấy rất phiền khi mà Cố Trường An cứ đòi sống đòi chết trước mặt mình, tuy rằng cậu mới là người mang phận cháu, người ngợm không nhìn ra bị khuyết tật ở chỗ nào. Không thuận ý là lại nổi nóng, nào ai dám đối nghịch với ông lớn nhà họ Cố đâu. Hắn không cần thiết phải làm vậy, làm sao tôi lại không cho chú đường sống hả, chú Cố? Nếu ngày hôm nay đứa bé thật sự không còn, thì nó có ảnh hưởng gì lớn đối với chú chứ? Đáng ra phải là tôi cầu xin chú cho tôi một con đường sống, phải, chú đã cho rồi đấy, chỉ cần cho chú đứa bé này là tôi có đường sống, vậy ngài đây có thể yên tâm 100%. Đứa nhỏ này đối với tôi quan trọng hơn ngài nhiều, tôi nào dám tùy tiện làm mất nó chứ? Cậu chỉ quan tâm đến những gì mình vừa nói ra trong lòng cảm thấy thật sảng khoái, nhưng vừa dứt lời thì một trận đầu váng mắt hoa ập đến, sợ phun sạch thứ mình vừa ăn, vội vàng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, cậu cũng bình tĩnh trở lại, mới nhận ra xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cậu mở to mắt, thấy Cố Trường An đang nhìn mình, trong mắt không còn sóng to gió lớn, cũng chẳng ảm đạm sầu bi, nhưng sự âm u vô cớ khiến cậu cảm thấy có chút hối hận. Lão già này một tay cài cúc áo len, một tay ôm chân ủ ấm cho cậu, bấy giờ Cố Sở mới phát giác dưới lòng bàn chân mình nóng bừng. Cuối cùng Cố Trường An cái gì cũng không nói, một câu giải thích cũng không có, chỉ bế người vào phòng ngủ đặt lên giường rồi lại xuống lầu. Cố Sở nghe thấy tiếng sữa đóng sầm ở tầng dưới, trong bóng tối trèo lên bệ cửa sổ nhìn xem có phải người đã bỏ đi rồi không, nhưng chỉ thấy hắn đứng trong vườn hoa hút thuốc. Hút rất nhiều thuốc, đầu gối Cố Sở có chút đau, lòng rối như tơ vò, kéo rèm lại không nhìn nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, chiếc gối bên cạnh lạnh lẽo, không có người nằm, bữa sáng ấm áp được bày trên bàn phòng ăn, vệ sĩ vẫn ngồi trong phòng khách, chuẩn bị đưa cậu đến công ty. Lúc ra cửa Cố Sở liếc mắt nhìn nơi tối hôm qua Cố Trường An đứng hút thuốc, tàn thuốc trên mặt cỏ đã được dọn sạch sẽ, sau trận cãi vã, trút được áp lực, việc chuyển nhượng công ty nhanh chóng được quyết định, công ty của đối phương cũng là sản xuất quần áo theo dây chuyền. Mua lại công ty của Cố Sở để làm thêm một phân xưởng mới, bàn bạc công chuyện cả một buổi sáng, Cố Sở không còn nóng nảy nữa, 10 giờ còn kêu thư ký mang trà bánh tới. Bởi vậy mà thư ký có chút cảm thán, ngày trước thời điểm mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, lịch trình một ngày ba bữa, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của sếp rất hỗn loạn, giờ bán công ty đi, cũng có đủ thời gian nhàn rỗi, buổi chiều đến thăm nhà máy, cuối cùng quyết định ngồi xuống đặt bút ký hợp đồng, Cố Sở cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên cũ của công ty. Thật ra là không ngờ đến phí chuyển nhượng lại là giá do người khác đưa ra cao hơn những gì cậu tưởng tượng, vì vậy cậu không chút do dự ký xuống. Cậu có chút lo lắng rằng mình sẽ không thể kiếm đủ 3 triệu nhân dân tệ, một số khoản đầu tư nhỏ cũng không phải quá lý tưởng để thu lợi nhuận ngắn hạn. Trước khi chính thức từ chức, Cố Sở đã phân phát chút phúc lợi nho nhỏ dành cho nhân viên của mình, cũng nói lời xin lỗi và cảm ơn vì sự cố gắng của mọi người trong mấy năm qua. Cố Sở đây là đang lấy trứng chọi đá, nhưng không ngờ tới vợ của Khổng Dương lại tìm tới cửa. Cố Sở ít nhiều cũng đoán được mục đích đến đây của cô ta, thấy trên người cô mặc không nhiều lắm, nên nhờ thư ký rót cho cô một cốc nước nóng. Lần này tới, trông cô khác với lần trước, gọi cậu là anh Cố, vẻ mặt kiên quyết như muốn đạt được mục đích. Anh Cố, tôi nghe Khổng Dương nói, ban đầu 3 triệu là anh vay mượn. Có phải không, cách một cái bàn nên không sợ cô ta nhìn thấy. Cố Sở dựa vào ghế nhẹ nhàng sờ bụng, đúng vậy, vậy tại sao sau đó anh lại chỉ cho vay có 1 triệu rưỡi thế? Anh Cố, anh biết Khổng Dương mà, anh ta rất vô dụng, da mặt mỏng, lại còn thích cá độ, cả cái nhà máy lớn như vậy đều do tôi hỗ trợ quản lý, nếu không có tôi, đống của cải đó nhà họ Khổng sớm đã không còn rồi. Anh xem, đến nước này rồi mà vẫn không chịu nói thật, anh ta đâu chỉ thiếu cho vay nặng lãi, ngoài kia còn vay riêng của người ta hơn 1 triệu tệ kia. Cố Sở gật gật đầu, nói, tất nhiên là không vay được chỗ nào nữa mới phải vay nặng lãi. Anh Cố, tôi thật sự không còn cách nào khác, ngày nào đám đòi nợ cũng tìm đến nhà, còn mò tới cả nhà mẹ đẻ tôi, Khổng Dương không để lại đồng nào cho hai mẹ con tôi cả, tôi lấy đâu ra tiền để trả nợ cho anh ta đây. Anh cho tôi mượn nốt 1 triệu rưỡi còn lại đi. Cố Sở suy nghĩ một lúc, nói, khoản nợ của chị với Khổng Dương trong thời gian hôn nhân chắc là khoản nợ thuộc về một mình anh ấy, sau khi ly hôn chị sẽ được miễn trách nhiệm. Để tôi tìm thử xem. Tôi có quen một luật sư rất giỏi, chị cứ nói là tôi giới thiệu, anh ấy sẽ giúp chị giải quyết chuyện này. Cậu lấy danh thiếp của luật sư từ trong ngăn kéo ra,
đẩy lên bàn, giơ tay ra hiệu cô không cần phải nói thêm. Tôi biết chị định nói gì, tiền, tôi thật sự bất lực, vậy ít nhất anh cũng có thể mượn đi. Anh không nghĩ xem, lúc trước Khổng Dương đã giúp anh mượn bao nhiêu. Anh Cố, một người phụ nữ như tôi còn một thân một mình nuôi con đâu có thời gian ra ngoài làm việc, làm người cũng phải niệm tình xưa. Anh nhìn đi, anh đang mặc mẫu thiết kế thu đông đúng không? Hẳn không chỉ mấy triệu tệ thôi nhỉ? Xài tiền hoang phí quá. Thế thì tại sao anh lại vô tâm tuyệt tình với chúng tôi như vậy? Cố Sở cúi đầu nhìn quần áo của mình, quần ống dài đang đứng sẫm màu, với chiếc áo len cùng màu cashmere có họa tiết trẻ con, không có gì đặc biệt ở chiếc quần ngoài ngoài việc được thiết kế bằng vải thun co giãn. Nửa năm nay xảy ra nhiều việc, làm gì còn thời gian xem trình diễn thời trang mẫu mới thịnh hành, chỉ biết quần áo trong tủ được bổ sung đồ mới, thiết kế suông không chần, viền trên che bụng dưới, quần không chiếc eo. Trong vài tháng tới, hình thể cậu sẽ có thay đổi. Hiển nhiên một Cố Thừa đã khiến Cố Trường An có nhiều kinh nghiệm hơn. Cố Sở nghĩ đến Cố Trường An, đêm hôm đó cãi nhau, ngay cả một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi. Trái lại tâm lý phòng bị của cậu đối với lão cha già này ngày càng nhỏ, cũng không chống đối lại hắn nhiều. Tính tình lớn như vậy, thế mà thật sự không quan tâm đến người ta. Cố Sở bừng tỉnh, lấy trong ngăn kéo ra một vạn tiền mặt tống cổ đuổi người đi. Nếu như chị và đứa nhỏ gặp khó khăn gì có thể đến tìm tôi, nhưng thật sự tôi không có nhiều. Sau này chị cũng đừng tới đây nữa, dù sao cũng là nơi làm việc, có chuyện thì liên hệ qua điện thoại là được, rốt cuộc cũng mời được vị đại Phật này đi. Lúc thư ký mang trà chiều cùng với đồ ăn vặt vào, Cố Sở liền duỗi eo. Dù biết rằng chuyển nhượng công tuy là biện pháp cuối cùng, nhưng thấy cậu lười nhác như vậy, thư ký có chút uất ức, nhìn không được nói, hình như anh béo lên, tâm tình thư thái có thể béo lên sao, đã gần 16 tuần rồi, béo lên một chút cũng là điều hiển nhiên. Cố Sở vô tư ăn từng cái bánh trái cây, nghĩ thầm trước khi tan làm phải thu dọn hết những thứ cần mang đi. Sau đám cưới của ba, cho đến hôm giao thừa âm lịch, Cố Thừa mới có thời gian về nhà. Cố Lan Sinh đón máy bay, vì tiểu thiếu gia kia vừa thấy anh là không vui, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cố Lan Sinh tốt tình che chở nhóc rời khỏi sân bay, vừa lên xe đã bị tra hỏi. Hỏi vì sao gần đây anh dám buông lỏng cảnh giác với chuyện theo dõi Cố Trường An. Trong xe không có người thứ ba, Cố Lan Sinh vì vậy mà yếu thế, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm ông chủ được. Cố Thừa chế nhạo, anh không phải là quản gia vạn năng sao? Cố Lan Sinh không nói. Cố Thừa tức giận, không thể giải thích được, đá vào chân Cố Lan Sinh, anh dám qua loa lấy lệ với tôi. Không gian xe hẹp, Cố Lan Sinh dễ như trở bàn tay bắt được chân nhóc. Cố Thừa ngã vào ghế phụ thở hồng hộc nhìn anh, hai mắt sáng như sao, vẻ mặt Cố Lan Sinh đăm chiêu, dời tầm mắt nói, trong xe không tiện, đến nơi rồi sẽ để cậu đánh. Bé con Cố Thừa khịt mũi, đến nhà, trước tiên phải đi chào hỏi ông bà, rồi mới tới gặp ba. Cố Trường An đang ở trong thư phòng sắn tay áo viết câu đối, cùng với mấy đứa cháu trai, cháu gái, nghe tiếng gọi ba của nhóc, cũng không ngẩng đầu lên đáp một tiếng từ. Cố Thừa rút lui, cộc 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 chạy lên lầu đi tìm Cố Sở. Nhóc nhìn thấy có sân gôn nhỏ bên ngoài, bữa cơm đêm tất niên người trong nhà họ Cố đến rất đông đủ, có ba bàn tiệc, vốn dĩ Cố Sở không có ý định tham gia. Để tránh tiếp xúc với mọi người quá nhiều, nhưng đêm giao thừa, vệ sĩ được lệnh hộ tống cậu về nhà chính từ sớm, chán muốn chết, đơn giản là nằm trên giường xem phim bên cạnh là lò sưởi. Cố Thừa ngay khi thấy cậu đã nhảy lên giường, Cố Sở cũng vui mừng không xiết, sao lại đột ngột trở về vậy? Cố Thừa ôm cánh tay cậu ngồi bên cạnh, cười. Hi hi nói, em đợi lâu lắm rồi đó. Anh xem phim gì vậy? À, cái này, em cũng xem rồi. Xem ở rạp chiếu phim từ sớm rồi á, từ đợt tháng 9, Cố Sở cười xoa tóc nhóc, không được studio phim. Em vừa mới đến sao? Đã đi chào hỏi ông bà chưa? Có đói bụng không? Cố Thừa kiêu ngạo gân cổ lên gọi Cố Lan Sinh, yêu cầu anh đi lấy đồ ăn nhẹ mang đến. Cố Sở nói, Lan Sinh không phải người hầu, em không được đối xử với người ta như vậy. Cố Thừa chẳng hề để ý, là chính anh ta nói cả đời này sẽ làm người hầu cho em. Cố Sở nói, anh nghe bác Tùng nói, sang năm sau muốn để cậu nhóc đi học kinh doanh với chú bên nhà mẹ để, đến lúc đó người ta sẽ là người có quyền có thế, em đối xử với người ta lễ phép chút, nhờ vào giao tình mấy năm nay, sau này cũng có thể có được sự giúp đỡ. Cố Thừa nghe lời nói, vâng, em biết rồi. Thật ra Cố Sở không muốn Cố Thừa và Cố Lan Sinh có giao thiệp quá sâu. Dù gì thì gia cảnh bên nhà Cố Lan Sinh không hề đơn giản, quân tử chi giao cũng tốt, nhưng hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã. Cố
Cố Lan Sinh đối với Cố Thừa là hết mực yêu chiều nhường nhịn là rõ như ban ngày, mối quan hệ thân thiết hơn so với người khác là điều cậu không thể thay đổi. Trong đám tiểu bối Cố Sở lớn tuổi nhất, quan hệ họ hàng cũng xa nhất. Trong bữa tiệc tối, Cố Thừa đã kéo cậu đến ngồi cùng mình và đám trẻ con khác. Cố Thừa Tùng nhỏ giọng nhắc nhỏ vị trí của cậu là phải. Ngồi bên cạnh ông chủ, Cố Sở bất động. Lão quản gia cũng không kiên trì nữa. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, Cố Trường An mở lời chúc mừng năm mới, tường thuật ngắn gọn thành công của Vinh Thịnh, cảm ơn một nhà năm qua đã vất vả, đồng thời hy vọng mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái trong năm tới. Đây là nghi lễ thường thức, sau đó là kính rượu, cuối cùng là bữa tối gia đình sum vầy. Bởi vì là được nhận nuôi từ một bà con họ hàng xa, địa vị của Cố Sơ rất thấp, dường như là không khí trong mắt người lớn, thậm chí một vài đứa nhỏ lớn hơn cũng khinh thường không muốn tiếp xúc với cậu. Cung cách ăn cơm của Cố Sở rất nghiêm chỉnh, ngồi cạnh gắp đồ ăn cho Cố Thừa. Có lẽ là vì thái độ của Cố Trường An trong bữa tiệc trước đó quá mức trêu rao, nên ngày hôm nay một vị trưởng lão đã gọi cậu đến để nâng ly chúc mừng. Lúc nghe thấy tên mình, cả người cậu lập tức choáng váng. Người gọi tên cậu chính là chú hai của Cố Trường An, từ trước đến nay đã có vẻ điên điên khùng khùng. Phỏng chừng là thấy cậu đẹp hơn những người khác, tìm đến cậu để tăng sức náo nhiệt ngày Tết. Cố Sở có thể uống rượu, thiếu niên 16 tuổi cùng thế hệ trong họ nhờ cậu đến làm phù rể để chắn rượu, vốn ăn nói vụng về nên không thể tránh được, sau khi uống say đến mặt tặng rỡ như hoa đào nở. Nếu không phải cuối cùng gọi Cố Trường An đến xách đi, thì bao nhiêu chén chú chén anh có thể bỏ cả một đôi tân hôn. Có sức uống như vậy, 10 năm sau cũng chưa từng gặp lại, chút rượu trong đêm tất niên không đánh gục được cậu. Còn lại mấy vụ trưởng lão cũng giễu cợt cậu, đứa nhỏ Cố Thừa tính tình nóng nảy, thấy anh trai khó xử, lại không muốn thấy cậu xấu hổ, lập tức đứng dậy định bày trò gây rối giải vây, nhưng lại không nghĩ tới lão ba uy nghiêm của mình còn lo lắng hơn cả mình nữa. Hắn đặt đũa xuống trước, chú hai, em ấy không thể uống, vớ vẩn, tiểu Sở tửu lượng rất tốt. Ông lão khác là ương ngạnh, vẻ mặt Cố Trường An không chút ý cười, tôi nói, em ấy không thể uống, tiếng huyên thuyên và tiếng cười trong nhà ăn dần lắng xuống. Cuối cùng một người lớn tuổi lên tiếng, Trường An, ly rượu của chú hai là kính tiểu Sở, không có ý muốn gây khó xử cho nó, con xem chúng ta cũng không để tâm chuyện con kết hôn với nó, chỉ kính nó một ly rượu mà khiến con đau lòng sao, con không cho nó uống, vậy là con không ghi nhận sự đóng góp của nó với nhà họ Cố chúng ta. Cố lão thái thái ngồi một bên nhìn mà thấy hãi hùng khiếp vía, sợ rằng Cố Trường An sẽ hất tung cái bàn này lên, lòng bàn tay bà kéo ông lão chảy đầy mồ hôi, muốn đứng ra giảng hòa, nhưng lại nghe thấy Cố Trường An đột nhiên bật cười. Lời này của chú ba, nói ra có vẻ không có tình người cho lắm. Hơn nữa công lao của em ấy bỏ ra thì xứng đáng nhận được những gì em ấy vốn được hưởng, đúng không? Ai có thể đau lòng cho em ấy hơn tôi? Sự thật là gần đây em ấy một thân một mình không tiện, không được uống rượu, hay vậy đi, nếu đã là người một nhà, tôi uống thay em ấy, nào nào, chú hai, ngày thường không có thời gian để uống, hôm nay chúng ta phải uống đủ. Hắn cầm chai rượu lên bước tới. Cố Sở không ngờ Cố Trường An sẽ hành xử như vậy, Cố Thừa cũng ngây người, có lẽ thằng nhỏ chưa từng gặp được ai bản chất lưu manh hơn lão ba mình. Một bàn anh chị em họ nhìn chằm chằm nhóc đã đành, nhóc chỉ có thể nói câu nhìn gì mà nhìn không định ăn cơm sao, sau đó lại yên lặng múc cho Cố Sở ca ca đáng thương của nhóc một bát canh. Cố lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau miệng cho Cố lão gia, tiếp tục đút cơm cho ông. Muốn thể hiện cái gì? Chỉ cần đóng cửa lại với nhau không có người ngoài, bà mặc kệ, muốn sao cũng được. Trời đã khuya, đám đàn ông vẫn chưa uống đủ, cánh chị em phụ nữ trong nhà ghét bỏ bày cho cái bàn nhỏ mặc kệ họ tiếp tục. Bọn nhỏ ở bên ngoài chơi pháo hoa, đang yên đang lành không hiểu sao lại gây gỗ đánh nhau. Cố Thừa bá đạo hung hãn, mấy năm học tán đã, 3 giây vật ngã một ông anh họ xuống đất. Cố Lan Sinh nhóc đêm giao thừa còn phải chép phạt gia quy, chặn ngang kéo nhóc con đi. Cố Trường An và những người khác đã nghe thấy tiếng động, cùng đi ra ngoài. Cố Lan Sinh ôm Cố Thừa trong lòng, vị tiểu thiếu gia này còn không chịu cho qua, nhấc chân đá một phát. Có trưởng bối hỏi làm sao vậy, ông anh họ bị đánh vừa khóc vừa kể, con chỉ khen Thừa Thừa là có hiếu thôi mà. Cố Thừa mắng to, cút mẹ mày đi. Tưởng rằng ông đây không nghe thấy hả? Còn nói ông đấy khắc cha khắc mẹ. Mẹ mày mới chết rồi ấy. Một đám người này đứng dưới mái hiên im lặng một lúc lâu, Cố Sở từ trên lầu chạy xuống, nghe thấy 4 chữ kia lập tức dừng bước chân lại. Cố Thừa giống như một con sư tử nhỏ, ông đây nói cho mày biết. Mẹ tao vẫn còn tốt lắm.
mẹ còn đang bận sinh em trai cho tao. Mày cơ mờ nờ từ chỗ nào tới đây? Cút về nhà tự khắc cha mẹ mày đi. Cố Trường An tức giận quát lên. Con câm miệng lại, mặt mày nhóc con tái mét, nghểnh cổ thở hồng hộc. Cố Trường An bước đến chỗ đứa cháu kia xem vết thương. Đứa nhỏ này cao hơn Cố Thừa cả một cái đầu, nhưng lại bị đánh đến mắt thâm đen, trốn trong vòng tay mẹ. Mẹ nó cuống quýt nói, không việc gì không việc gì, trẻ con không hiểu chuyện nói bừa thôi. Trường An cậu không cần để trong lòng. Cố Trường An nói, đi ngủ sớm đi. Sau đó hắn quay người lại nhìn Cố Thừa trông trốn trong lòng Cố Lan Sinh, mặt giận dữ lôi nhóc vào trong nhà. Buổi tối hôm đó phòng khách của Cố gia gà bay chó sủa. Cố Trường An muốn đánh, Cố lão thái thái đã ngăn lại nói nếu muốn đánh thì đánh ta trước. Cố Trường An muốn chửi, Cố lão thái thái nói đồng ngôn với kỵ mắng chửi cũng vô dụng. Cố Trường An muốn phạt chép gia quy, lão thái thái nói một mình còn chưa đủ sao, định báo hại đứa nhỏ hay gì. Ông bà ba đời chơi trò diều hâu bắt gà con, những người khác cũng không phải kẻ ngu, vội vàng tiến lên kéo Cố Trường An. Thôi được rồi mà, bọn nhỏ đánh nhau người lớn lẫn lộn vào làm gì, Thừa Thừa mau đi lên lầu chơi đi con. Cố Thừa còn đang tức giận, vì vậy nhóc ra lệnh cho Cố Lan Sinh bế mình đi. Cố Sở lên lầu với tâm trạng hoảng hốt y như một con rối giật dây, trong lòng vẫn quanh quẩn mãi cơn tức giận của Cố Thừa. Dáng vẻ của thằng bé giống một con sư tử hung dữ chưa từng có đang cố gắng bảo vệ mẹ của nó, mà cậu chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng bên ngoài. Một người mẹ như vậy, không bằng chết quách đi cho xong, hơn là để đứa nhỏ ngày đêm mong đợi được gặp mẹ, còn luôn vì một ý niệm duy nhất mà đánh nhau với người ta. Đứa con đầu lòng đã khổ sở như vậy, vì ham muốn ích kỷ của bản thân, cậu vẫn muốn đứa nhỏ thứ hai được chào đời. Chắc có lẽ cậu là kẻ ích kỷ và máu lạnh nhất trên đời. Cố Sở ngồi trên ghế sofa, tay chân lạnh toát. Hơn 10 giờ Cố Thừa Tùng bưng đồ ăn nhẹ lên, cơ thể cậu gần như đông cứng thành một giá gỗ. Cậu ngã xuống thảm ngay khi vừa đứng dậy. Lúc Cố Trường An nghe tin vội chạy lên lầu thấy người cậu run cầm cập vùi trong chăn. Rõ ràng điều hòa chỉnh rất ấm, túi sưởi tay cũng nóng, mà người Cố Sở vẫn lạnh toát như cũ. Cố Trường An ôm chặt lấy cậu, không ngừng xoa xoa gáy và vành tay cậu. Cố Sở ngẩng đầu cầu xin hắn, Cố Trường An, tôi không cần đứa nhỏ này nữa, tôi không cần một cô công chúa nhỏ, sau này chuyện gì tôi cũng nghe lời chú hết, chú bảo A Tua phá nó đi. Cố Trường An đầu đau như búa bổ, tết nhất mà từ người lớn đến đứa nhỏ không ai để cho hắn thoải mái một chút. Em nói đi, vì sao cứ muốn cứng đầu với tôi, tới Edinburgh yên tĩnh thanh thản có chỗ nào không tốt, một hai phải giày vào bản thân mới vừa lòng hả dạ em sao? Cố Sở sắc bén hỏi, khi tôi đến Edinburgh, Thừa Thừa sẽ không phải chịu tổn thương nữa sao? Nếu không nhìn thấy, vậy là tôi có thể bỏ qua mỗi lỗi lầm của mình sao? Lỗi lầm? Tội cái gì lỗi cơ? Huyệt Thái Dương Cố Trường An giật giật, sinh sản thế hệ sau là bản chất của muôn loài. Tôi muốn có con cũng không được sao? Chú muốn có con, Thừa Thừa cũng có quyền có mẹ, em cũng biết là vậy sao? Cố Trường An trừng mắt nhìn cậu, nó đương nhiên được quyền có mẹ, là ai không cho nó cái quyền đó đây? Cố Sở nghẹn lời, lòng ngực như bức tường thủng, từng cơn lạnh lẽo ùa vào, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố Trường An vỗ vỗ lưng cậu nói, bây giờ suy nghĩ kỹ cũng không muộn. Vừa hay, ngày hôm nay đầy đủ cả già lẫn trẻ, chỉ cần em gật đầu một cái thôi, lập tức tôi có thể cho nó một người mẹ ngay, đừng đi. Cố Sở hoảng loạn túm lấy áo hắn kéo lại, Cố Trường An cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, em phải tin rằng, trong cái nhà này không ai dám làm phu nhân của tôi khó xử, em là mẹ của Thừa Thừa, trong bụng còn một bé con, ai gặp ai cũng phải kính cẩn chào, sau này cũng thế, em thích sống chung với bọn họ, thì chúng ta cứ đợi ở nhà thôi, còn nếu em không thích, vậy thì cho toàn bộ của hết là được. Cố Sở nghe không nổi, sợ hãi buông hắn ra, tôi không cần. Chú đừng đi, đừng đi mà, Cố Trường An hung hăng nhéo cầm cậu nói, vậy thì em ngoan ngoãn cho tôi. Nói thật cho em biết, với tôi mà nói hai đứa thôi vẫn chưa đủ đâu, nếu em dám bỏ nó, sau này khỏi nghĩ đến việc đi ra ngoài, chỉ cần dạng chân trên giường đẻ con, cứ đẻ cho đến khi nào không mang thai được nữa thì thôi, nếu quỳ xuống gọi tổ tông mà dỗ không được, vậy không dỗ nữa, không phải không thích nhìn thấy hắn sao? Không phải ngại lời hắn nói ra không đúng sao? Vừa gặp mặt hai chân đã mềm nhũn, đơn giản là ghét hắn. Ngày đó hắn ngồi trong phòng khách cả đêm tự thuyết phục bản thân mình, trước khi bước lên lầu đã xem đủ rồi, trước khi đã ngoài phải luôn có vệ sĩ đi theo, yêu cầu vệ sĩ nắm bắt rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Thời gian đưa đón cố định, mặc kệ cậu có muốn hay không đều phải trở về đây ngủ, ngày ba bữa chính, hai bữa phụ và một bữa tối ăn nhẹ,
dù muốn hay không vẫn phải ăn đủ. Tiểu tử này thật đúng là bảo bối mà, không nổi giận là không yên lòng. Nhẫn nhịn hơn một tuần cho đến đêm giao thừa, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế ngủ chi giường M. Giữa trưa lên lầu, nhìn người nào đó vẫn còn đang ngủ đến là thơm ngon ngọt nước trên giường mình. Đầu nhỏ thì ra khỏi chăn, miệng thì dẫu lên như đang chờ ai đó hôn. Tim hắn đập thình thịch như một thiếu niên tuổi 17 lần đầu rung động. Phấn khích đến nỗi suýt chút nữa thì quỳ xuống, nhóc con không tim không phổi, không chỉ em ngủ trên giường với của tôi. Dậy, mau dậy cho tôi. Hắn đứng chống nạnh bên cạnh giường, vẻ mặt nghiêm khắc đuổi người, nhưng chỉ há mồm không dám lên tiếng. Bóng dáng vừa bối rối vừa hưng phấn kia, rất giống một chú chó bị mèo yêu chiếm mất ổ. Nếu cố sở mà tỉnh dậy chứng kiến một màn này, có khi nửa đêm sẽ choàng tỉnh vì nghĩ đó là ác mộng cũng nên. Lúc này, Cố Trường An thật sự thất thế, chỉ cần nhìn cái bụng nhỏ hơi phồng lên của cậu thì hắn sẽ hoàn toàn bại trận. Ngoài việc dỗ dành cậu vui ra còn lại chỉ toàn khiến người ta khóc. Cố Thừa yêu cầu Cố Lan Sinh ôm eo mình bế đi. Sự chênh lệch tuổi tác khiến thể lực của hai đứa nhỏ rất khác nhau, dẫu cho nhóc con có vùng vẫy cũng khó thoát khỏi vòng tay của Cố Lan Sinh. Nhóc bị tha lên lầu rồi đưa về phòng, chân vừa chạm đất đã muốn lao ra ngoài. Cố Lan Sinh chặn đứng ở cửa, Cố Thừa xồ tới đánh anh, đánh cho đến khi tự mình bật khóc. Cố Lan Sinh đặt nhóc lên giường, quỳ xuống cẩn thận lau nước mắt cho Cố Thừa, nhẹ giọng nói, em đừng khóc. Ai dám bắt nạt em, anh sẽ khiến nó không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, được không nào? Cố Thừa nín khóc, trừng mắt nhìn anh bị điên à, mẹ nó là em họ của ba tôi. Cố Lan Sinh giống như đang sợ một miếng đậu hũ, cố gắng giảm lực tay, miệng lại tàn nhẫn nói, không quan tâm nó là ai, có một tay sai có khả năng hành quyết bạo lực xuất chúng cũng khá đau đầu. Cố Thừa nghĩ ngợi, nói, nó vẫn còn là trẻ con, hầu hết chúng toàn nghe từ miệng người lớn nói, lát nữa anh cử người đi sửa lại cái miệng của bố mẹ chúng nó chút, phải dạy cho đám người đó một bài học. Nhóc đá văng Cố Lan Sinh ra rồi chạy đi tìm Cố Sở để làm nũng với cậu, nhưng khi đến nơi thì nhóc mới phát hiện cửa khóa trái. Cố chấp xoay nắm cửa vài lần, chưa kịp nghe thấy tiếng đáp lại bên trong thì đã bị Cố Lan Sinh nhanh như chớp bế đi. Trong phòng ngủ chính, Cố Sở yêu cầu Cố Trường An phải ôm khóa cậu trong vòng tay mình, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp, cái miệng nhỏ phía dưới được lấp đầy bằng gậy thịt. Tư thế nửa ôm như này khiến cậu không thể cựa quậy được, giống như một thứ đồ chơi tình dục, mục đích tồn tại là để thỏa mãn dục vọng không đáy của Cố Trường An. Cậu bị tóm lại khi đang chạy đi tìm Cố Thừa, cậu chỉ muốn ăn ủi trái tim tan nát của đứa nhỏ nhà mình thôi, nhưng cậu đã bị bắt lại và bị lột phăng quần áo ra. Cố Sở không dám liều mạng phân cao thấp với Cố Trường An, sợ đứa nhỏ trong bụng thật sự sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy cậu sẽ chẳng thể đi đâu được nữa, nỗi sợ hãi khiến cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm, không lâu sau thì xuất tinh, cơ thể co giật liên tục. Cố Trường An gần như mất đi tỉnh táo, hắn cắn tai cậu và chịch từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy, bàn tay đặt trên bụng. Cố Sở kiệt sức, ngã xuống mặc kệ tiết tấu đâm trút đằng sau, mỗi lần ngồi xuống sẽ đâm vào rất sâu, lên xuống nuốt nhã. Cố Trường An càng hăng tiết hơn, Cố Sở khóc rất nhiều, không ngừng cầu xin hắn, đừng đâm mạnh như vậy, xin chú. Cố Trường An làm cho cậu khóc đến nghẹn hơi, vừa bế cậu lên mặt đối mặt chịch, vừa hôn cậu dỗ dành, không dùng sức mà cục cưng, miệng thì nói như vậy, nhưng một hai lại cứ đâm chọc cho người ta bắn ra. Cố Sở không chịu nổi nữa, cắn bả vai hắn, dưới thân ngậm chặt lấy như ngọc trai. Cố Trường An như muốn điên rồi thúc mạnh thêm vài chục lần nữa, cuối cùng sung sướng thỏa mãn bắn ra, mãi cho tới lúc cơn khoái cảm qua đi hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn xuống Cố Sở đã hôn mê trong ngực hắn từ lúc nào, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, trên người đủ loại tinh dịch của hai người lẫn lộn, bộ dạng không khác gì bị người ta chơi đùa đến hỏng, rất đẹp mắt. Đang người vốn dĩ đã gầy gò, mỗi phần mông còn có chút thịt, hai tháng nay cũng lên được vài cân, hai bên ngực dựng đứng lên như dùi nhỏ. So với lúc mang thai Cố Thừa, thân hình lúc này của cậu có hương vị hơn, đường cong đặc biệt mượt mà, sờ lên sẽ cảm nhận được sự mịn màng bóng loáng tinh tế, như viên ngọc bích làm người ta yêu thích không thôi. Hai tay Cố Trường An lưu luyến vuốt ve bụng Cố Sở, bất ngờ bị vật nhỏ trong bụng đạp một cái, khiến hắn sửng sốt một lúc, sau đó là cảm xúc vui sướng quá đỗi, kích động đến nỗi có khi giây tiếp theo trên đỉnh đầu sẽ mọc ra một đóa hoa. Cố Sở đã có một giấc mộng dài, cảnh trong mơ rất ly kỳ, cậu mơ thấy một con quái vật to lớn vô hình muốn ăn thịt Tiểu Thừa bé nhỏ của mình. Cố Thừa mới bắt đầu tập tễnh biết đi, lăn lộn cười khúc khích như viên thịt nhỏ, cậu ôm thằng nhỏ trốn vào trong một tòa tháp, nhưng Cố Thừa trong nháy mắt đã không còn trong vòng tay cậu nữa.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nó đang chạy về phía cổng chùa, chân nhỏ chạy rất nhanh, vỗ tay ngâm nga bài hát, thằng bé sắp chạy ra ngoài rồi. Cố Sở hoảng hốt tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy, bên ngoài có tiếng nổ rất vang, tiếng pháo trúc thành tế tổ, làm màng nhĩ người nghe phát đau. Bấy giờ mới giật mình cảm nhận cơn đau tức ập đến, cố gắng gượng dậy uống chút nước vì cổ họng khô khốc, chỉ nhúc nhích một chút thôi là khắp người đau đến vã mồ hôi, mắt trợn tròn đối diện với trần nhà. Cố Trường An rất đúng, cậu chỉ muốn trốn tránh thôi, không muốn nhớ lại cơn ác mộng tuổi 17 khi ấy, đối với tình hình hiện tại đã là điều không thể rồi. Ngày dự sinh là tầm giữa hè, mấy tháng nữa, bụng sẽ phình to, quần áo ngày càng mỏng càng dễ bị lộ hơn, một nơi an toàn kín đáo có thể cách ly mỗi sự quấy nhiễu. Cũng không cần lo lắng chuyện sau này, Cố Sở cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng, nếu nói Cố Thừa là kết quả của việc bị cưỡng bức, vậy thì đứa thứ hai cũng chẳng khác gì, chỉ khác ở chỗ Cố Thừa là ngoài dự đoán, còn đứa nhỏ này nằm trong kế hoạch. Cậu có thể đối mặt với việc thụ thai bị động, cảm giác khó chịu trong thời kỳ đầu và những thay đổi nhỏ ở bụng, nhưng trên thực tế, những thay đổi mang lại khi có con là không thể che giấu được, và dù có chấp nhận hay là không, cậu cũng phải tỉnh táo thỏa hiệp. Vì sự tự do có thể thấy trước trong tương lai, cậu thực sự phải nên cảm thấy vui mới đúng. Tết âm lịch chỉ có mấy ngày nghỉ, Cố Thừa phải nhanh chóng quay lại anh, lúc phải chia tay nhóc cứ lưu luyến ôm chặt lấy Cố Sở, nhưng lại nhanh chóng bị đẩy ra. Anh à, anh nhất định phải chăm chỉ tập thể dục. Nhóc tưởng Cố Sở xấu hổ vì bụng bia, ngày nào anh cũng ăn nhiều đồ quá. Cố Sở cười nói, được rồi. Tất nhiên là cậu không thể nói cậu đẩy thằng bé ra là vì cậu không muốn nó cảm nhận được thai động. Cố Thừa nghĩ đến đứa em trai trong bụng mẹ, càng lo lắng hơn cho tình trạng của Cố Sở. Mặc dù Cố Trường An chưa bao giờ nhắc đến chuyện liệu có đón mẹ về nhà hay không, nhưng trực giác mách bảo nó, mẹ và em trai sẽ cùng trở về. Nếu là như vậy thật, nhóc tất nhiên sẽ rất chờ mong. Nhưng anh trai phải đi đâu đây? Anh trai chỉ có một thân một mình, tất cả mọi người đều biết ba ba lên giường với anh trai, vậy cuộc sống sau này anh trai phải làm sao? Liệu rằng mẹ có thể chấp nhận anh trai của nhóc không đây? Và liệu Cố Trường An có còn đối xử với anh tốt như bây giờ không? Nhóc không dám hỏi Cố Sở, bởi vậy đành phải ám chỉ với cậu, không thể béo lên, không thể để có bụng bia được, phải luôn xinh đẹp, ít nhất là ngang bằng với mẹ của nhóc, bởi vì mẹ nhất định sẽ rất xinh đẹp. Cố Thừa cũng không chắc lắm mẹ của nhóc ấy rất đẹp, nhóc không nỡ để anh trai phải rơi vào tình thế khó xử, thế nhưng mà không ai thấu nổi lòng của thằng bé, Cố Sở không biết. Cố Trường An càng không biết, bọn họ đã nhất trí với nhau rằng sẽ không để xảy ra những cuộc cãi vã không cần thiết vì đứa bé thứ hai, Cố Sở đồng ý sang Anh, đồng thời Cố Trường An cũng hứa sẽ hoàn thành hợp đồng, cô công chúa nhỏ chưa chào đời này sẽ là đứa cuối cùng của hai người, Cố Trường An không ép Cố Sở phải sang Anh ngay lập tức. Cố Sở không muốn để cho Cố Thừa biết, muốn tìm một căn nhà khác để ở, để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của hai mẹ con, phải cần một chút thời gian để sắp xếp, chuẩn bị. Cố Sở cũng cần thời gian để gom đủ 3 triệu tệ tiền nợ, sau những ngày nghỉ xuân cậu vẫn luôn quan sát, dự định khi nào lãi lớn sẽ lập tức bán một ít cổ phiếu, tính đến tính đi vẫn không đủ, cậu có ý muốn bán đi căn hộ ở chung cư kia đi. Nhà tuy nhỏ nhưng vị trí gần trường học, khẳng định có thể bán ra giá cao, cứ như vậy, có thể để lại một ít cho con của Khổng Dương. Cậu đến gặp mẹ của Khổng Dương một lần nữa, để lại một số tiền cho hai ông bà coi như lời chúc Tết. Lúc vợ Khổng Dương bỏ con ở chỗ hai ông bà thì không thấy cô ta xuất hiện nữa. Cả hai vợ chồng cứ như bốc hơi biến mất. Cố Sở nghĩ đến bộ dạng ông lão lấy tay gạt nước mắt, sau khi cân nhắc thì quyết định nhà cho thuê chứ không bán nữa. Tiền thu được sẽ gửi vào thẻ tiết kiệm cho ông lão, để có thể sống trong một thời gian dài. Cậu đã dành 2 ngày để thu dọn đồ đạc của mình, nhờ vệ sĩ nhét tất cả chúng vào trong nhà Cố Trường An, cứ ném ở phòng khách là được, chọn từng thứ đồ một mà bản thân muốn mang sang Anh. Trong nhà không thuê người giúp việc, vì thế cho nên đồ đạc ở khắp nơi. Cố Trường An không hỏi về chuyện cá nhân của cậu, tóm lại cậu dọn hết sang đây là tốt. Sau Tết, Vinh Thịnh có một hạng mục lớn, giai đoạn chuẩn bị trước cho công tác sẽ rất bận rộn. Bây giờ thời gian hưởng thụ nhất của hắn là vào ban đêm sau khi trở về nhà có thể được ôm bà xã trắng trắng mềm mềm của mình. Một khi vợ sang Anh rồi, có muốn ông muốn hôn cũng phải bay vòng một đường dài. Đêm giao thừa hôm ấy Cố Sở đã bị hắn dọa cho chết khiếp. Không dám đối cứng với hắn nữa, vì sự an toàn của đứa nhỏ cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm. Muốn cậu trần truồng đi ngủ thì cứ thế trần truồng đi ngủ. Muốn cậu dạn chân thì cứ thế dạn chân thôi, không khác gì một nô lệ tình dục. Ham muốn của Cố Trường An rất cao, cũng giống như Cố Thừa lúc đó, ngày đêm cuống quýt,
tìm kiếm khoái cảm mọi lúc mọi nơi, cho dù không cắm vào cũng rất thích thú đùa bỡn cậu, giống như một chú chó lớn, từ đầu vú đến dương vật, liếm sạch sẽ liếm cho đến khi dương vật cậu dựng đứng rồi bắn ra thì mới thôi. Kiểu gì cũng phải chơi người ta đến bật khóc, nước từ trong hoa huyệt trào ra mãnh liệt khiến Cố Sở nhìn đến chết lặng. Cố Sở nói với hắn rằng khắp người đều bị hắn giày vò nên không thể chạm vào. Cuối tháng đầu tiên, Cố Trường An đến Bắc Kinh để tham gia tiệc mừng thọ nhà họ Dung. Ngoài Cố Sở ra, chỉ có trợ lý Từ Trăng đi theo cùng với mấy tên vệ sĩ. Từ Trăng rất ngạc nhiên khi biết mình được gọi tên và cùng tham dự vào một chuyện riêng tư như vậy. Từ sau chuyện đó, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã đánh mất sự tín nhiệm của Cố Trường An. Hắn hủy bỏ quyền phê duyệt của anh ta, ấn định phạm vi quyền hạn cho vị trí thư ký. Hàng ngày anh ta làm những công việc như phân tài liệu tóm tắt của các cuộc họp, quản lý lịch trình. Tuy rằng cũng đi cùng Cố Trường An trong những chuyến đi công tác, nhưng không còn được qua tay xử lý việc riêng của sếp nữa. Tổng thư ký Anna đã chia sẻ công việc với anh ta. Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, lúc đầu là nhân viên văn phòng. Trước khi được thăng chức lên làm tổng thư ký, cô là giám đốc nhân sự của công ty. Cô là người cứng rắn và nghi túc, công tư phân minh. Thật ra cô cũng không phải mẫu trợ lý yêu thích của Cố Trường An. Những người có thể theo sát Cố Trường An phải là những người có tính cách mềm mỏng, kiên nhẫn. Họ phải thường trực 24/24 để giải quyết mọi rắc rối và chuyện cá nhân của sếp. Vị này cấp trên tàn bạo hoang dâm cũng từ lâu rồi, hắn không cần một trợ lý quá mức ngay thẳng, chính trực. Anh ta đã bầu bạn với Cố Trường An hơn 10 năm, đồng hành cùng hắn trong những trận chiến đẫm máu, nhìn hắn thống trị thế giới, cùng hắn chia sẻ nhiều điều. Anh ta cảm thấy mình là người hiểu rõ Cố Trường An nhất, còn nghĩ rằng mình sẽ ngồi ở vị trí trợ lý chủ tịch rất lâu, nhưng chỉ vì loại nhận thức ngu xuẩn của mình, Anna đang ở dần dần thay thế anh ta, mà tất cả những chuyện này đều vì Dung hữu tác Cố Sở. Toàn bộ khoảng hạng nhất rất yên tĩnh, lưng ghế rất cao, Từ Trăng nghĩ. Cố Trường An chắc hẳn đang ôm Cố Sở nằm ngủ trong vòng tay mình như một đôi vợ chồng son. Cố Sở dường như đã ngủ say, được bọc trong một chiếc chăn dày. Thủ tục đăng ký toàn là Cố Trường An làm rồi bế lên máy bay. Chuyến bay này có 3 vệ sĩ đi cùng. Ngay cả khi công ty gặp khó khăn nhất, Cố Trường An cũng không bố trí nhiều vệ sĩ như vậy. Mỗi một lần thấy Cố Sở đều mang tới cho anh ta cảm giác mới mẻ. Từ Trăng nghĩ đến thái độ trong quá khứ của anh ta, càng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Cố Sở mệt mỏi cả đêm, mơ mơ màng màng chỉ biết chính mình bị bế lên máy bay, không mở mắt cũng có thể ngửi mùi hương quen thuộc từ áo khoác của Cố Trường An. Cậu ngủ đến là bình yên ngon giấc, hai người đắp cùng một cái chăn. Lúc tỉnh dậy, cậu nhìn Cố Trường An chằm chằm, hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Cố Trường An gọi tiếp viên hàng không mang nước ấm và đồ ăn nghe, nói, đến Bắc Kinh. Cố Sở hỏi, đi chúc Tết ông nội sao? Cố Trường An nói, ừ. Cố Sở hỏi, có phải muộn quá rồi không? Sắp đến tháng 2 rồi. Cố Trường An nói, không muộn. Cố Sở không hỏi nữa, ngồi ở trong lòng hắn chậm rãi dùng dao khoét một ít bơ. Chú út của Cố lão gia vẫn còn sống, ông có nên tản mang quân đi chiến đấu? Chỉ cần một lời gọi từ phía kinh thành, ông luôn sẵn sàng đứng lên. Cố Trường An không nói cho Cố Sở biết chuyến đi này không chỉ là thăm họ hàng, hắn sợ nói đến từ Dung sẽ phá hỏng tâm tình của Cố Sở. Người bên chi nhánh đã đến đón máy bay từ sớm, Cố Sở bị cuốn thành quả bóng. Đầu đội mũ nhưng khăn quàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt, chỉ muốn nhanh chóng lên xe để cởi bớt ra. Cố Trường An nói vài lời chúc mừng năm mới rồi trò chuyện vui vẻ với cấp dưới của mình. Không ai bên phía chi nhánh kể cả lãnh đạo cao nhất từng gặp Cố Sở, chỉ nghe Từ Trăng nói rất quan trọng, thấy cậu mặt mũi sáng sủa, không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần, tò mò đánh giá. Cố Trường An lập tức bật cười nói, đây là bà chủ của các cậu. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Từ Trăng cũng đánh rơi tài liệu trên tay. Không nói đến cả hai đều là đàn ông, chưa kể lại còn trên danh nghĩa chú cháu. Mối quan hệ như vậy để lộ trước mặt cấp dưới không khác gì bày trò cười cả. Cố Trường An không chút cố kỵ nào, đến phủ ông lão nhà mình trước. Cố Trường An phụng mệnh Cố lão thái thái bao toàn bộ một nhà nữ công gia chánh đến làm điểm tâm. Dì Bảo Mẫu dùng bột củ sen để hầm, cùng với đường hoa quế, cùng ông lão thưởng thức trà chiều. Đến chạng vạng, một mình hắn lái xe đến Dung gia dự tiệc. Hầu như toàn bộ người Dung gia đều ăn cơm nhà nước, là công chức nhà nước ấy chứ không phải đi tù đâu. Hưởng ứng chính sách, bày tỏ hiếu thuận nên lập tiệc gia tiên. Dung lão gia vẫn như xưa sống ở khi tiểu viện, không biết là ai bảo hai anh em nhà họ Dung đón cổng, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi người đón cổng hắn là Dung Chính Phi, nhận lấy đôi bình hoa xanh cảnh thái thời nhà Minh, nhíu mày nói, đây là định ăn hối lộ trắng trợn hả?
cậu có thể nói tiếng người được không? Cố Trường An rất bất mãn, Dung chính phi dẫn hắn đi vào sảnh chính, cúi đầu chào Thọ Tính trước tiên. Dung lão gia rất vừa lòng khi biết hắn sẽ đến, mặt mày hồng hào, hỏi hắn công việc làm ăn và người trong nhà như thế nào rồi. Cố Trường An trả lời từng câu một, Dung lão thái thái nghe xong, thình lình nói ra một câu, ai da, nếu hai nhà Dung Cố chúng ta có thể kết thông gia thì tốt rồi, giao tình ngần ấy năm, xem ra càng ngày càng phai nhạt dần. Dung chính phi xen mồm, đừng nhắc đến chuyện này nữa, con thấy xấu hổ thay ngài luôn. Dung lão thái thái tùy tiện với lấy cái gì đó đập con trai mình, động tác y hệt Dung chính phi khi hắn chuẩn bị đập ai đó, khiến Cố Trường An cảm thấy thích thú, không thấy Dung hủ đâu. Cố Trường An cũng lười hỏi đến, sau khi vào bàn hắn đã uống rất nhiều rượu, cũng không biết nhà họ Dung lấy đâu ra rượu ngon, rượu ngấm chậm, chưa đầy hai tiếng Cố Trường An đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Dung lão gia giữ hắn ở lại, cứ thế xô đẩy lôi kéo, xe của Từ Trăng đã tới cửa. Ngay sau khi Từ Trăng đỡ Cố Trường An lên xe, tiểu thư nhà họ Dung cũng đi theo. Từ Trăng cảm thấy trạng trái của Cố Trường An có vẻ không ổn, anh ta đã cùng hắn ra vào rất nhiều nơi phong nguyệt, chứng kiến được nhiều chuyện dơ bẩn. Bộ dạng hiện tại của Cố Trường An không đơn giản chỉ là say rượu. Anh ta nhìn Dung Hủ qua gương chiếu hậu, Dung Hủ cũng liếc anh ta, không vui nói, thất thần làm gì, đến khách sạn đi. Từ Trăng nói, Dung tiểu thư, ông chủ không đặt phòng ở khách sạn. Dung Hủ không kiên nhẫn nói, vậy thì đặt phòng ngay đi, anh là người chết rồi sao? Ý thức của Cố Trường An rất mơ hồ, bực bội kéo mạnh cổ áo. Từ Trăng nhìn hắn vài lần, đi đến khách sạn nơi anh ta ở với tốc độ nhanh hơn. Anh ta tiếp tục dìu Cố Trường An vào phòng, cho đến khi Dung Hủ đuổi khách, mới nói, Dung tiểu thư, người nên đi là cô. Cái gì? Dung Hủ không ngờ rằng một kẻ thấp hèn như anh ta lại dám nói với cô như vậy. Trước khi say rượu, ông chủ đã dặn tôi phải từ chối mọi sự sắp xếp của cô và gia đình cô, cho nên Dung tiểu thư đã chuẩn bị xe trước cửa khách sạn để đưa cô về. Đêm đã khuya, mong cô hãy trở về nhà sớm. Dung Hủ vung tay định tát anh ta, nhưng Từ Trăng đã bắt lấy giữ chặt cổ tay cô. Anh dám làm điều đó với tôi? Hai mắt cô ta trợn to, tức giận. Từ Trăng hất tay cô ra, lạnh nhạt nói, mời cô về cho, chỉ bằng anh. Dung Hủ hất hàm, khinh bỉ nhìn anh ta, tôi muốn anh lập cút đi thì sẽ có rất nhiều cách, đây là trách nhiệm của tôi, mong quý cô đây không làm tôi khó xử. Dung Hủ nhìn anh ta chằm chằm, hai người từng có giao dịch, cũng không phải lần đầu tiên giằng co, dường như anh không có lòng chấp nhận với bất kỳ ai xung quanh ông chủ mình nhỉ. Tôi còn nhớ, khi ấy chính anh là người chủ động cung cấp danh sách tình nhân mà, đó là vì cô lấy tính mạng của mẹ tôi ra để đe dọa. Sự tận tâm tận lực của cậu hình như không giống như bị ép buộc cho lắm, danh sách dài như vậy, cứ như thế không nỡ bỏ rơi bất kỳ ai. Dung Hủ nở nụ cười, xinh đẹp và sắc sảo như một con rắn. Từ Trăng gọi điện cho những thuộc hạ đang ở dưới lầu và bảo họ lên ngay lập tức. Đầu óc của Dung Hủ không quá thông minh, đối mặt với tình địch, phụ nữ luôn vượt trội về chỉ số IQ. Sự thật là tôi đã bị anh lợi dụng, tôi có thể giải quyết tất cả đám người vây quanh anh ấy, mà anh thì biết rõ rằng anh ấy chắc chắn sẽ không kết hôn với tôi. Trợ lý Từ, tôi nói có đúng không? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Từ Trăng từ đầu đến cuối đều là khách sáo, thậm chí còn kiêu ngạo. Đây là thái độ bình thường nhất của anh ta. Cô là phú nhị đại, việc gì phải làm loại chuyện ủy khuất bản thân như vậy? Một khi bị truyền ra ngoài, sẽ tổn hại đến danh dự nhà cô. Huống chi ông chủ tôi còn rất yêu thương vợ mình, dù cô có làm gì đi nữa cũng chỉ khiến ngài ấy càng căm ghét cô mà thôi. Vậy là anh chẳng làm gì sao? Anh nghĩ rằng mình có thể bên cạnh anh ấy mãi mãi sao? Anh quả thật rất biết ngậm đắng nuốt cay đấy trợ lý Từ à. Dung Hủ tức đến muốn nổi điên. Cô ta đã nghĩ rằng mình có thể có một đứa con của Cố Trường An sau đêm nay. Huyết mạch của Dung gia và Cố gia, như vậy thì đến cả Dung chính phi cũng chẳng thể ngăn cản được. Dung gia tuyệt đối sẽ không để cho con cháu mình vô danh vô phận. Nửa đường lại lòi đâu ra một Trình Giảo Kim, phá hỏng kế hoạch của cô ả. Từ Trăng nhìn vệ sĩ cường chế mang Dung Hủ đi. Ả phụ nữ kia đi rồi, nhưng dư âm vẫn còn đó, hung hổ chửi rủa dọa người, như thể anh ta là một con điếm cướp chồng cô vậy. Dám đối xử với tiểu thư Dung gia như vậy, chắc ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Từ Trăng tự giễu cười cười, đóng cửa phòng lại. Cố Trường An nằm ở trên giường bực bội gọi người rót nước cho mình. Từ Trăng đứng một lúc, cởi áo lên đi rót nước. Vừa đến gần đầu giường lập tức bị hắn nắm lấy cổ tay. Từ Trăng miễn cưỡng đưa nước cho hắn, giằng co qua lại làm đổ nửa cốc nước ra ngoài. Cố Trường An hất cốc đi,
đè anh ta dưới thân xé rách áo sơ mi. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Trường An vang lên. Lúc này mà gọi điện thoại đến khả năng chỉ có một người. Từ Trăng vươn tay với lấy, nhìn thấy Cố Sở trên màn hình, sau đó ấn phím nghe. Cố Sở không thể không gọi, trước đó bọn họ không nói sẽ qua đêm ở nhà ông nội, mỗi năm chỉ tới quấy rầy một lần, tùy tiện ngủ lại không được tốt cho lắm. Từ Trăng nói, ông chủ đã say lắm rồi, cậu có muốn tới đón không? Cố Sở có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cọ xát của quần áo và chăn ga gối đệm qua điện thoại, cùng với tiếng thở dốc của Cố Trường An. Trong nháy mắt cậu thật sự không thể tin nổi, nhưng chỉ vài giây, ngắn ngủi cậu đã bình tĩnh lại. Người kia là Từ Trăng. Lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ là 6 năm trước, đang trong khách sạn, khi ấy Cố Sở lập tức hiểu rõ Từ Trăng không chỉ đơn giản là một trợ lý. Từ trước đến nay Cố Trường An không có tiết tháo, tức là hắn đã lên giường với tất cả người đẹp trong công ty. Cố Sở cảm thấy, cậu cũng là chuyện hết sức bình thường, cúp điện thoại mà không hỏi gì sẽ có chút khó xử. Bởi vậy Cố Sở hỏi, uống say ở nhà họ Dung hả? Đúng vậy. Đầu dây bên kia không nhịn nổi nữa mà hổn hển thở dốc. Cố Sở nghĩ rằng Cố Trường An có thể đang cắn cổ Từ Trăng, cậu có chút xấu hổ, nhưng càng kinh ngạc hơn với sự thờ ơ của bản thân. Tình trạng của chú ấy có ổn không vậy? Từ Trăng đứt quãng nói, không ổn lắm. Dung tiểu thư vừa rồi tới đây, cậu có muốn đến đón ngài ấy không? Cố Sở vô thức che bụng, trợ lý Từ lo lắng nhiều rồi, cậu cúp điện thoại, có chút thất thần. Dung hữu cũng được, Từ Trăng cũng tốt, bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu còn một con át chủ bài, có lợi thế cho sau này, Cố Trường An mất hết lý trí sẽ làm ra những chuyện gì, cậu không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, cậu cũng làm gì có cái tư cách ấy. Cố Sở đứng lên chào tạm biệt ông cụ, chú ấy nói, sẽ đến ngay, vậy cháu xin phép, cứ ngủ ở đây đi. Ông cụ ngắt lời, dường như ông đã biết tất cả. Cuối cùng, Cố Sở im lặng, không giải thích gì nữa. Nếu có điều gì trong cuộc đời của Cố Trường An cho đến nay hắn sẽ không bao giờ quên, sau khi tỉnh lại và nhìn thấy người bên gối mình là Từ Trăng. Có lẽ là điều tồi tệ nhất đối với hắn, Từ Trăng bầm tím khắp người, toàn bộ phòng ngủ chính là hiện trường vụ án. Cố Trường An cảm thấy như máu trong người đang sôi lên, hắn gọi điện cho Dung Chính Phi trên đường đưa người tới bệnh viện. Hắn muốn vùi đầu vào vũng bùn như lúc còn ở trong quân đội. Dung Chính Phi, cả nhà cậu tới giờ uống thuốc rồi đấy, con mẹ nó cả nhà cậu có bệnh. Cả nhà đều có bệnh, Dung Chính Phi đang học với cấp dưới, vừa nghe lời này lập tức nổi giận, ai có bệnh? Cậu có bệnh hả? Thử chửi thêm một câu nữa xem. Cố Trường An ném điện thoại đi, Từ Trăng sốt cao, cả người có chút không được tỉnh táo, nhưng Cố Trường An vẫn luôn miệng chửi anh ta. Bản chất là cấp dưới của hắn làm công ăn lương, tại sao hắn lại không được chửi? Cậu bị làm sao vậy? Tôi gọi cậu đến đón tôi, đón đến trên giường luôn. Đầu óc cậu bị gió cát Bắc Ninh thổi hỏng rồi đúng không? Từ Trăng hé đôi môi đỏ hồng vì cơn sốt, lúc này thật sự rất chóng mặt. Cố Trường An ôm lấy anh ta, lòng khó chịu như có ác linh cào xé, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Cố Sở biết. Chuyện này không thể để bà chủ cậu biết, nghe thấy tôi nói không? Hắn lắc lắc người trong lòng, Từ Trăng nói để anh ta tỉnh táo hơn chút đã, suy yếu nói, Sở thiếu đã ngầm đồng ý chuyện này. Trong lòng Cố Trường An vang lên tiếng sét, cái gì? Từ Trăng nói, đêm hôm qua, Sở thiếu có gọi đến, là cậu ấy, ngầm đồng ý. Cố Trường An lặng im một lúc lâu. Cố Sở đã đợi đến trưa, không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, định xuống lầu gọi điện thoại, Cố Trường An đã trở lại. Ông cụ đã đến công viên, trong nhà chỉ còn bà vú nuôi, bà tiễn họ ra đến tận đầu ngõ, xe chạy đến một nơi yên tĩnh, Cố Trường An phái vệ sĩ xuống xe, Cố Sở thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trông có vẻ không được ổn cho lắm, cậu hỏi hắn, chú thấy không thoải mái ở đâu sao? Có muốn đi bệnh viện không? Trong lòng Cố Trường An như sông cuộn biển gần, hắn không muốn hỏi, chuyện này cứ thế mà cho qua. Vợ chồng già, hỏi nhiều trong lòng sẽ thấy tổn thương. Nhưng nếu không hỏi thì lại thấy khó chịu. Đêm qua, vì sao em không ngăn cản Từ Trăng lại? Cố Sở rất ngạc nhiên, trước giờ chú chưa từng ngủ với anh ta à? Cố Trường An quả thực không thể nào kêu oan, tôi ngủ với cậu ta. Ai là người tôi cũng ngủ hết à? Cậu ta là trợ lý văn phòng. Ông đây không lên giường với nhân viên công ty. Cố Sở cảm thấy Cố Trường An chắc cũng chẳng nhớ nổi mình đã ngủ với bao nhiêu người. Việc bảo hắn nhớ lại chuyện ngày nào của 6 năm trước cũng vô ích. Có phải Từ Trăng hay không cũng không quan trọng, tóm lại là muốn một người như vậy, tự nuôi hay mua bên ngoài cũng chẳng khác gì nhau. Cậu kiên nhẫn giải thích hành vi của mình ngày hôm qua,
Tôi không đến đó vì không biết rốt cuộc chú đã uống phải thuốc gì, nhỡ đâu chú không còn lý trí, vậy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ, giữa chúng ta đã thỏa thuận. Tôi không thể để đứa nhỏ này phải chịu bất cứ tổn hại ngoài ý muốn nào. Cố Trường An ngã vào chỗ ngồi, sự phiền muộn mà hắn chưa từng cảm nhận giống như một đám mây đen bao phủ trái tim hắn. Tôi ngủ với người khác, em cũng chẳng thèm quan tâm đúng không? Cố Sở rất muốn nói ừ, nhưng lại cảm thấy không cần phải trả lời trực tiếp hắn. Lúc này nói hay không cũng chỉ có một ý. Cố Trường An tự lẩm bẩm một mình, tôi cưới ai em cũng không quan tâm, tôi ngủ với ai em cũng không để ý, đúng không? Thật đúng là hỏi cũng bằng không. Cố Sở không rõ vì sao Cố Trường An đột nhiên lại tủi thân như vậy, thái độ có chút nực cười. Nhiều năm qua hắn phóng túng vô pháp vô thiên như vậy, làm sao bây giờ nghĩ lại mà than thở không có ai quản mình, chẳng lẽ là phải nếm trải đau khổ gì sao? Cố Sở ngồi đau eo, thay đổi vị trí, lại nghe thấy Cố Trường An hỏi cậu, rốt cuộc trong lòng em xem tôi là gì? Cố Sở không thích xoáy sâu vào mối quan hệ giữa cậu và Cố Trường An, có quá nhiều chuyện khó nói. Bắt đầu từ Cố Thừa, cuộc sống của cậu hoàn toàn chuyển động theo hướng hỗn loạn. Như thể cậu không cần có nhận thức của chính mình, chỉ cần dựa vào Cố Trường An, phối hợp với cuộc sống của hắn. Trước tuổi 17, trong mắt mọi người, cậu chỉ là một cậu bé, nhưng bỗng một ngày cậu trở thành mẹ của một ai đó, mẹ. Cố Sở nghĩ đến mẹ, bà còn không có khái niệm về hôn nhân, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chung thủy với chồng, có rất nhiều đàn ông, nhưng không bao giờ biết phải bảo vệ bản thân, bởi vậy hay đi phá thai, bà hay cáu gắt, tính tình thay đổi thất thường, nhưng cũng từng dịu dàng ông cậu trong lòng. Nếu phải so sánh, cậu thường xuyên bị bố bạo hành tay đấm chân đá, cứ uống say là lại lôi cậu đã đánh đập, mắng cậu là quái vật, mắng cậu có mẹ lăng loàn, ông ta mặc kệ cậu có cơm ăn hay không, có áo mặc hay không, chỉ lo tự mình kiếm tiền tự mình mua rượu. So với một ông bố như vậy, Cố Sở thật sự sẵn sàng gần gũi với mẹ hơn. Không sao đâu, Sở Sở. Bà vẫn luôn ôm cậu nói, không sao đâu, Sở Sở của chúng ta là bảo bối, ai cũng sẽ thích con, trẻ con làm sao có thể hiểu được nhiều như thế. Tóm lại ai tốt với mình, ai cho kẹo, thì trái tim nó sẽ hướng về người đó. Hơn nữa, đó là mẹ, nếu không phải Cố Trường An, có lẽ bây giờ cậu đã vào tay một vị khách khác. Nghĩ đến đây, gặp được Cố Trường An là do cậu may mắn. Hắn cho cậu ăn học tử tế, cung cấp cơm ăn áo mặc, nghiêm khắc bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng những gì hắn làm là hạn chế giao tiếp xã hội của cậu. Vẫn còn thời gian, đợi cậu giao cho hắn đứa bé thứ hai, cậu sẽ được tự do. Một khi đã được trả lại sự tự do, cậu sẽ đến một nơi yên bình và bí ẩn, vừa không phải hận người khác cũng sẽ chẳng yêu ai, vô ưu vô lo một mình đến già. Tâm trạng Cố Sở tốt hẳn lên, nhìn về phía Cố Trường An nói, chú là người lớn mà, hơn nữa chú rất tốt, cho tôi đi học, cho tôi cái ăn cái mặc, chỉ thế thôi. Cố Trường An hỏi, Cố Sở gật đầu. Cố Trường An tức giận vô ích, có người lớn nào mà lên giường với em không, tôi ăn của chú dùng của chú, vì vậy tôi cũng phải trả lại một chút. Cố Sở nói, Cố Trường An không thể tin được cái miệng nhỏ này lại có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy, cho dù là những lời hận thù, sau nhiều năm như vậy, hắn cưỡng ép cậu làm những chuyện mà cậu không muốn, không nên hận sao, em không hận tôi sao? Hắn hỏi cậu, đầu cứ ong ong. Cố Sở nói, sau khi giao đứa nhỏ này cho chú, tôi có thể rời đi rồi, vì sao tôi phải hận chú, em không yêu nó sao? Nó cũng giống Thừa Nhi, là con của em mà. Cố Trường An tuyệt vọng hỏi, Cố Sở bị hỏi ngược, nhưng rất nhanh sau đó cậu nói, tôi không muốn. Hơn nữa tôi cảm thấy cũng không cần thiết phải nghĩ đến chuyện này. Cố Trường An bật cười, nước mắt trào ra từ khóe mắt, tác dụng của thuốc khiến đầu óc hắn choáng váng mất sức lực. Hắn giống như một đứa trẻ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, một lòng muốn trả thù nói, em muốn tôi thực hiện theo thỏa thuận đúng không? Được thôi, theo như thỏa thuận, em nhất định phải sinh cho tôi một đứa con gái. Thật đáng tiếc, Cố Sở không thể hiểu được, nhưng dần dần thấy được hàm ý của hắn, nó là con trai. Cố Trường An chưa bao giờ hạnh phúc như giây phút này khi đứa con thứ hai không phải con gái, hắn rất vui, hắn cực kỳ vui, bầu không khí trong xe như đóng cứng lại trong tích tắc. Cố Sở kinh ngạc mở miệng, đứa bé đang trở mình trong bụng, vốn dĩ là một cảm giác kỳ diệu, nhưng ngay lúc này cậu không còn tâm trạng đâu để cảm nhận, không thể nào. Rõ ràng Arthur đã nói, tôi là ông chủ của anh ta, tôi nói cái gì thì chính là cái đó, vậy tại sao chú không bảo anh ta phá nó đi? Cố Sở không kiềm chế được hét lên, cơn tức giận vì bị lừa gạt khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cơn chóng mặt của Cố Trường An càng trở nên nghiêm trọng,
hắn cảm thấy choáng váng rồi ngã quỵ xuống, như thể hắn đang ở trong một chiếc thang máy đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Hắn nhìn Cố Sở tức giận, nghe cậu chất vấn, hắn cũng cảm thấy rất tức giận, và cả nỗi thương tâm khó lòng nói ra, nhưng hắn không có đủ sức lực để gào to hơn cậu, nó là con tôi. Nó giống Thừa Nhi, là niềm kiêu hãnh của tôi, nó sẽ phải chịu tổn thương giống Thừa Nhi. Tại sao chú lại ích kỷ như vậy? Cố Trường An phá lên cười, Cố Sở nhào đến đánh hắn cho hả cơn tức giận, sự hận thù này đủ để khiến cậu giết chết Cố Trường An trên xe, nhưng chưa kịp hạ cú đấm thứ hai, Cố Trường An đã bất tỉnh. Cố Trường An không bao giờ bị ống. Hắn đã lập ra nhiều thói quen khi còn tại ngũ, ngoài việc tập tạ đường dài, leo núi, tán đả, bơi múa đông và các môn rèn luyện thân thể khác, mỗi năm hắn sẽ có 3 hoặc 2 đồng đội hành quân dã ngoại. Đi bộ hơn 1.000 km, thể lực của hơn bỏ xa một tiểu thư sinh như Cố Sở, hắn hôn mê là do tác dụng phụ của thuốc, thứ thuốc uống vào có tác dụng gây ảo giác kích thích ham muốn rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến tim và mạch máu não, sẽ dẫn tới áp huyết thấp nghiêm trọng, cũng may chỉ là thoáng qua thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn, sẽ không để lại tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể, một người đàn ông đến độ tuổi này chắc không còn mấy bổn phận nữa, bác sĩ nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Khi thấy bộ dạng bệnh nhân thì cảnh báo người nhà rằng dù sức khỏe có tốt đến đâu thì cũng không thể làm bậy đến không chống đỡ được như vậy. Cố Sở cả người rối rắm, cũng không thèm nhìn lấy lão khốn kia một cái. Nếu không phải có 3 tên vệ sĩ canh giữ, cậu chỉ muốn bỏ đi. Làm gì có đủ kiên nhẫn nghe những lời bác sĩ nói, cậu đứng ở hành lang bệnh viện gọi điện cho Arthur. Vì bác sĩ này chửi rủa chủ nhân của mình qua điện thoại, tiện đà miễn cưỡng giải thích mình là người theo đạo Thiên Chúa. Giáo lý đã ngấm vào người không cho phép anh ta phá thai. Cố Sở muốn chửi người, nhưng đầu dây bên kia đã treo máy như vội vàng đi đầu thai. Khi Cố Trường An tỉnh lại, Cố Sở đang lo lắng đi loanh quanh trong phòng. Sức nóng của máy sưởi khiến cậu phải cởi bớt áo bông, chỉ mặc độc chiếc áo len cashmere rộng rãi. Người thì gầy gầy, nhưng có thể che đi phần bụng. Đã hơn 5 tháng rồi mà bụng vẫn chưa to lên, chỉ lộ ra chút độ cong rất đẹp. So với 10 năm trước, cậu rất thành thục. Cố Trường An nhớ hồi đó có Cố Thừa, hình như còn chưa cao như bây giờ, khung xương vân ít chưa phát triển hoàn toàn, đi đường trông y hệt một chú chim cánh cụt lắc lư, đáng yêu cực kỳ, thật khó để dỗ dành một người khi họ đã trưởng thành, cậu không còn ngốc nghếch khờ khạo như xưa nữa, có lẽ chính sự trưởng thành của Cố Thừa đã giúp cậu có đủ nhận thức về bản thân. Đây cũng chẳng phải chuyện tốt, nếu cậu có thể hiểu ra mọi chuyện và muốn bỏ đi. Vật tuyệt tối sẽ rất khó khăn để níu giữ cậu lại bên mình. Đặc biệt là khi cậu không có chút tình cảm nào với hắn nữa. Cố Trường An đã cố gắng hết sức dùng cái đầu hỗn loạn của mình để nghĩ về đủ thứ chuyện trong suốt nhiều năm qua. Hắn cảm thấy Cố Sở vững tâm đến đáng sợ. Năm đó cha mẹ đột ngột qua đời cũng chưa từng thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào, thân thiện với người khác. Chỉ là một bản năng sinh tồn, dường như chỉ có lấy lòng người khác mới có thể tồn tại được. Nếu cậu có thể bỏ rơi Cố Thừa, tất nhiên cậu có thể vứt bỏ nhiều hơn thế nữa. Cố Trường An càng nghĩ càng hối hận vì đã bốc đồng nói ra sự thật với cậu. Hắn rất mong có con gái, nhưng chỉ cần là cậu đẻ ra, dù có là con trai hắn cũng nhận. Khó khăn lắm hắn mới thuyết phục được bản thân rằng con trai cũng tốt, nhưng chỉ trong nháy mắt, có lẽ ngay cả thằng nhóc này cũng không thể giữ nổi, dù thế nào đi chăng nữa, ai cũng không thể đến đứa bé này. Tuy nhiên, Cố Sở làm sao có thể xoay sở được nhiều đến vậy, thậm chí cậu còn đặt sự an toàn của bản thân sang một bên. Không một chút sưởi ấm nào trong phòng có thể làm tan chảy trái tim đã rơi xuống hố băng của cậu, thậm chí còn chưa phát hiện ra lão khốn nào đó đã tỉnh lại. Cậu đe dọa Arthur ngay lập tức tới đây giúp cậu phá bỏ cái thai, nếu không cậu sẽ tự mình đi tìm bác sĩ. Cố Trường An nhắc nhở cậu, em định đi đâu tìm, không có sự cho phép của hắn, cậu không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Ngay lúc này đây cậu không được ra khỏi phòng là minh chứng tốt nhất. Cố Sở giữ chặt thanh vịn kim loại ở cuối giường, hơi thở sắc bén như băng giá trên ngọn cây buổi sớm mùa đông. Chú lấy đâu ra tự tin như vậy, tự tôi còn không thể phá nó sao? Cố Trường An suy yếu nói. Trước hết lại đây rót cho tôi một cốc nước đã. Cố Sở giận sôi máu, mắt lạnh trừng hắn. Cố Trường An cau mày, ai da, như bị mắc bệnh nan y, lại đây nào, tóm lại không thể để hắn chết khác được. Cố Sở rót một nửa cốc nước lạnh, tư thế như muốn ném đá vào mặt người kia. Cố Trường An nắm chặt lấy tay Cố Sở khi cậu vừa đến gần, lực rất mạnh mẽ như kẹp thú. Cố Sở còn chưa kịp nức nở một tiếng đã bị kéo vào trong chăn. Theo bản năng cậu gập chân để bảo vệ bụng, động tác nhỏ không cần nói cũng biết. Cố Trường An ôm cậu vào lòng, vừa lột quần vừa táo tợn nói,
tìm bác sĩ cái gì, muốn phá đứa nhỏ cũng không dễ gì đâu. Một tay hắn ôm eo cậu, một tay giữ chân cậu, Cố Sở sợ hãi không thôi, bối rối vùng vẫy, nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, Cố Trường An thẻ cậu ra, em không nỡ, Cố Sở thở hổn hển, sau đó cậu mới nhận ra Cố Trường An hoàn toàn không đè mình. Hắn đang cố ý dọa cậu, nhưng cậu không thể chịu được sự cám dỗ dù là nhỏ nhất, cậu dễ dàng bị hắn đánh bại, cậu cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng, cố kìm nén không để nước mắt rơi, hung dữ nói, không phải là tôi không có quyết tâm phá nó. Cố Trường An không biết tiếp theo nên hù dọa cậu hay trực tiếp quỳ xuống cầu xin cậu nữa. Im lặng không nói, sau cùng vẫn là đau lòng, hắn hôn lên gương mặt trắng nõn của cậu, nói, đừng làm chuyện ngu ngốc, hắn nghĩ, có lẽ nên gọi cứu binh tới, việc nuôi dạy thằng con cả và nhóc thứ hai, hay một đám cũng cần phải có kỹ thuật, Dung Chính Phi hôm nay rất bận, sáng sớm đã bị Cố Trường An mắng chửi, nhưng không có thời gian đi tính sổ, đành phải nhờ thư ký viết lại. Kết quả là không chờ được thời gian đến xử lý, ngược lại còn nhận được một cuộc gọi từ mẹ già nhà mình, bà cho biết. Tối hôm trước trợ lý của Cố Trường An đã xúc phạm đến Dung Hữu trong khách sạn. Bà tức giận mắng chửi, Tiểu Phi, bố của con vẫn là trưởng lão, thành tâm thành ý mời hắn đến dùng bữa, là cho hắn mặt mũi, ngược lại thì hắn cũng đáng khen lắm, để cho một tên trợ lý xúc phạm em gái con, Dung Chính Phi thấy sơ đại tiểu thư thiên kim trong nhà luôn. Trợ lý của Cố Trường An đã theo hắn mấy năm, lá gan cũng không lớn, thật sự không giống kẻ ác. Ngoài miệng hắn đáp ứng mẹ, xoay người gọi điện cho Cố Trường An, nhưng không liên lạc được. Cố Trường An ôm Cố Sở trên giường bệnh nằm ngủ trưa, ngủ một giấc tỉnh lại thấy mình đã khỏe lại. Dù chỉ là một giây thôi hắn cũng không muốn ở lại bệnh viện. Tâm trạng Cố Sở đang rất xấu, nằm một buổi trưa cau mày không chịu ngủ, Cố Trường An không nỡ buông cậu ra, thấy cậu lên xe có chút bối rối. Liền kêu tài xế lái xe vu vơ không có mục tiêu đi vòng quanh Bắc Kinh, có cuộc gọi đến cũng không thèm để ý. Mất hơn một tiếng mới dỗ cậu ngủ được, sau khi đặt cậu lên giường ngủ của khách sạn, cuối cùng hắn đã có thể dành thời gian để giải quyết chút chuyện lặt vặt. Hắn hẹn Dung Chính Phi gặp nhau tại một phòng tập quyền anh, Dung Chính Phi khẳng khái nhận hẹn, hai người gặp nhau không nói hai lời đã nhào vào đánh nhau. Cố Trường An bụng đầy lửa giận, Dung Chính Phi là nhân vật không chịu nhận thất bại, chống đỡ được nửa giờ. Thực tế sau khi chuyển nghề, anh ta đã không còn là đối thủ của Cố Trường An nữa, đã hơn 10 giờ đêm. Trong phòng tập yên tĩnh, tiếng nắm đấm của hắn phi thường mạnh mẽ, Cố Trường An ra tay rất tàn nhẫn, Dung Chính Phi gọi hắn dùng một cây gậy đánh vào bụng, lập tức quỳ xuống, anh ta không thể chịu đựng được nữa, mắng, mẹ nó cậu uống lộn thuốc hả? Cố Trường An mắt lạnh nhìn xuống, thở hồng hộc, nói, cậu không biết hôm qua trong rượu bỏ thuốc gì sao? Dung Chính Phi cảm thấy lá lách của mình đang chảy máu, đứng lên cũng khó khăn, cái gì mà bỏ thuốc, cậu đang nói nhảm cái gì vậy, Cố. Trường An tháo găng tay ra, không muốn nhiều lời. Dung Chính Phi còn cố tình đuổi theo, đêm qua lúc Tiểu Hữu đưa cậu trở về, cùng với trợ lý của cậu, là Tiểu Từ, xung đột với nhau, cậu có biết không, Cố Trường An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo chạy lấy người, Dung Chính Phi không bước xuống đài được, này, trợ lý của cậu phi lễ với em tôi. Không định nói gì sao, Cố Trường An xoay người nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, Dung Chính Phi, trông chừng em gái cậu cẩn thận chút, nếu không sớm muộn gì cậu sẽ là người đi nhặt xác cho cô ta đấy, không? Phải, cậu có ý gì hả? Dung Chính Phi cũng rất tức giận. Cố Trường An cười lạnh nói, dẫn cô ta đến gặp bác sĩ đi, đừng tiết kiệm tiền thuốc. Đừng phụ tình cảm anh em tôi dành cho cậu, hai ta không còn là bạn nữa. Với tư thái ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy của hắn, Dung Chính Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang rời đi, đắc tội với nhà họ Dung đương nhiên là không có chỗ tốt, dân chúng không đấu lại quan. Cố Trường An vẫn luôn nhường nhịn Dung Chính Phi ba phần, nhưng cũng có giới hạn, người làm ăn giang nam không việc gì phải kiếm đến chuyện này. Có điều, bối cảnh Cố gia của Cố Trường An từ trước tới nay không biết sợ ai cả, là vì lòng khoan dung, không phải sợ hãi, Dung Chính Phi đều hiểu rất rõ. Sau khi Cố Trường An đi ra khỏi phòng tập, hắn được đưa tới bệnh viện để gặp Từ Trăng, ký ức về đêm hôm trước khiến hắn rất hối hận, thuốc kích dục kích thích ham muốn trong hắn, quả thực hắn không biết người hắn bắt được kia là ai. Nhưng hắn cảm nhận được người kia không hề phản kháng, chỉ riêng chuyện này thôi, Từ Trăng không thể giữ lại được nữa, ngay cả khi hắn có thể ấn Cố Sở lên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của văn phòng để cầu hoan, thì đám người làm công ăn lương của hắn trong tòa nhà này phải tuân theo quy tắc của công ty, cấm yêu đương chốn công sở. Một khi bại lộ, một trong hai người phải nghỉ việc ngay lập tức.
Cố Trường An vô tình đi chứng thực lý do vì sao Từ Trăng không phản kháng, hắn là chủ nhân nhà họ Cố, có thể chăm sóc họ lúc gặp khó khăn. Nhưng không có nghĩa vụ phải lo cho chuyện tình cảm của họ. Từ Trăng sẽ được bồi thường cứng đáng, hoặc một năm tiền lương được tăng thêm, hoặc một cơ hội được ra nước ngoài đào tạo sâu, nếu cần thiết, hắn sẽ đề cử cho anh ta một công việc mới, làm trợ lý, không thể nghi ngờ năng lực làm việc của anh ta, nếu có thể trung thành, sẽ là một ưu thế. Mất đi anh ta có lẽ là tổn thất với Vinh Thịnh tổn thất, nhưng cũng may trước đó Anna đã đảm nhận trước nhiệm vụ của một trợ lý văn phòng, công việc của công ty trong giai đoạn này sẽ không bị ảnh hưởng. Có thể hóa giải tai họa ngầm là chuyện tốt, suy nghĩ của Cố Trường An gần như rất máu lạnh, cho dù cần phải làm cho Cố Sở yên tâm hơn. Lúc hắn đến bệnh viện đã là nửa đêm, thời gian thăm hỏi đã kết thúc từ lâu, hắn rất ngạc nhiên khi biết Từ Trăng đã tự động xuất viện vào buổi trưa, bác sĩ phụ trách còn nói với hắn sau khi người đi không được bao lâu lại có người đến tìm, giống như kẻ thù, dẫn đầu là một cô gái khoảng tầm 20 mấy tuổi, đó có lẽ là Dung Hữu. Chắc chắn trước đó vì để đuổi người đi, Từ Trăng đã xúc phạm đến cô ta, cái mụ bà điên Cố Chấp kia, hắn đã rất mong đợi cô ta đến làm loạn. Từ Trăng nội liễm mà nhạy bén, điểm này giúp anh ta né tránh được nhiều mối nguy. Cố Trường An đã nghĩ rằng anh ta sẽ quay lại giải thích trước, nhưng mãi cho đến 10 ngày sau của tháng 2, Từ Trăng vẫn không xuất hiện, hoàn toàn bạc vô âm tín. Cố Trường An bận rộn công việc nên không thể chăm sóc cho Cố Sở mấy ngày nay, nào còn thời gian đi quan tâm đến kẻ khác. Hắn để lại đủ người canh giữ Cố Sở, lên kế hoạch đưa người ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Cố Sở đã cố gắng không để bản thân để tâm vào những chuyện vụn vặt, nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu ngày càng đi xuống, suốt đêm cậu không thể nhắm mắt vào giấc được, như thế có gì đó đang cảnh cáo cậu, khiến cậu luôn trong trạng thái tỉnh như sáo diều, chờ đợi không biết vận mệnh sẽ trôi về đâu. Arthur nói với Cố Trường An trong lần khám sức khỏe 6 tháng rằng thai nhi rất nhỏ. Cơ thể mẹ thiếu máu và thiếu chất đạm, đây là hiện tượng suy dinh dưỡng. Đối mặt với Cố Sở, hắn có chút ấy nấy, nhưng càng có nhiều sự khó hiểu hơn. Vì sao đôi vợ chồng này lại để ý giới tính thai nhi đến vậy? Anh ta kê đơn cho cậu một số loại thuốc để cải thiện tình trạng thiếu máu, vì vậy hàng ngày Cố Sở uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nhưng tóm lại cậu vẫn sẵn lòng uống hết. Cố Trường An cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi bung bét, huống chi còn có Cố Thừa, nhóc sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu, có lẽ cậu vẫn luôn như vậy. Sau khi rời Bắc Kinh, Cố Sở và Cố Thừa đã có hai cuộc trò chuyện qua video. Cậu bé 10 tuổi đang lo lắng về những điều vượt quá tuổi của mình. Nhóc nói với Cố Sở mẹ nhóc không thích em trai, muốn đi phá thai, nhóc không muốn mẹ bỏ em trai.